ban dân kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn vừa tổ chức họp thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo chính trị lần thứ hai. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đô chủ trì cuộc họp. Cuộc họp thông qua hướng dẫn số 62 của Văn phòng Trung ương về lập và lưu nộp hồ sơ đại hội các cấp, hướng dẫn tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12. Thời gian tới, các thành viên trong tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Thoại Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, quá trình đóng góp hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên tiểu ban và tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo.